Hello mọi người, lại là Quốc Mạnh Tàng đó nè các bạn. Hôm nay thằng Phúc Đạp To đã vừa rồi các bạn. Bữa cho mình điện nó là mình nói đó đâu có què đem xuống đó nói mình què cái con nghệ gì quốc em. Què ở đâu? Bữa giờ tụi mày què ở đâu? Mày đừng có điên tao quá mày Phúc. Tao đi đâu tao cũng mua què gì cho mày hết. Dù ít dù nhiều mày có cái tâm làm thành nhá. Ý là anh đi đâu anh mua quà anh cỡ thì anh mày đi Đài Lạt. Ý là giờ anh đi đâu anh mua quà cho em anh cỡ thôi. Nguyên nhân. Mua gì? Mua gì thì mua cái đeo bùi á. Chẳng đen cái đeo bùi á. Mày nguyên nhân. Đó với chuyện mốt về mua cái một viên đậu mà mày điên chơi vậy mày. Ý là viên chuyện mốt không mày em, cũng ăn mình. Em hỏi cái chuyện anh. Từ em hỏi anh cái đen cái này. Mà sao mới sang chốt mà ở nhà hàng tiếp chốt vậy? Mày tao biết hầu tấu nghe mày về mày mới rớt xe Đà Lạt xuống đúng không? Ý là cái nhà nó đâu phải đổ mấy cái viện dưỡng lão đâu mà anh cứ vô nó sát. Đừng nói là hổ má qua nhà nó nằm dạ đôi nó dẫn đi ăn sáng rồi nha. Thì vậy chứ hỏi gì chưa mới anh còn nhà nó đây. Cái đồ mày đang đi chợ mua đồ cho ăn chợ rồi hấu hấu quà gì. Bây giờ nó nói mày. Đà Lạt nó có con mẹ đâu mà mua mày mua dâu ấy. Mày đừng xào xạo cứ đi du lịch. Lớn anh nhỏ rồi mà rồi. Thằng nào cứ đi du lịch về là phải mua đồ què cho anh em. Mày đi chơi đi mày. Hầu dần tiếp nó cũng mua tao mày chưa mua cái chơi gì tao luôn. Mày phải mua cho anh em đồ mới sống gì tao. Ở trên Đà Lạt á thì nó có dâu không à mà đồ chào nếu em đi chào em đã để dành tiền đi chào đếu có tiền rồi anh đòi mua quà nữa quá. Mày điên cháu quá tao thiệt mày khi một cái thành đi chào rồi lúc nào phải có tiền. Mày đừng có nói chuyện đó. Mẹ mày giờ mày nhìn thêm nữa không? Giờ tao nói mày á ít nhiều gì. Bây giờ vậy này. Bây giờ mày chạy lên tóm như em dẫn anh đi nhậu. Không tao không thêm, tao thích quá. Mày đó tôi chạy gì tôi mua đeo cho ông chợ nó nấu cơm ngay. Đeo gì? Giờ tao nói mày. Có mua cá rồi mà chưa mua đeo đi. Tao nói mày tập thớ là tập thớ. Ở mày sống mà phải có quen. Này, có cá ăn chợ này. Mày tao tập thu luôn á. Nói cá, cá tôi đưa cùng á. Cá ăn chợ mua về cho ăn chợ nấu mày canh. Mày từ chó mày, không bao giờ mày mua gì què gì cho anh em hết á. Mày hiểu không? Mày phải mua đồ gì cho anh em, đồ mày nhậu nhẹt, ăn uống, đồ cái nào, thằng nào đi xe vậy. Mày sống tập thớ chứ đâu phải sống cái ngần đâu mày. Cao. Cái gì cũng được, mày có tấm lòng thành là được. Mày hiểu không? Ăn mẹ mày. Ê, cầm đi vô, ăn đi. Đây, què dày nó mày. Què có nhiêu đây mày. Ủa mày đi Đà Lạt kìa mày, đem về dạ tao biết không? Đồ mày cá mà mua chợ. Tụi tao biết rồi chờ đậu ké. Ăn đi. Ké nào mà mua chợ đem lạnh rồi. Ăn thì đi. Cái ăn không? Ăn gì? Cá. Cho đi con à. Mày mua tao cần què của mày. Ăn sao? Tao từ cái lúc đầu mà đi tao đã điện rồi, tao gọi điện rồi. Phúc nhớ mua què gì cho anh nha, mới mua què gì cho anh nghe nè tao nhất. Đụng mà thứ chó mày điếm dữ mày. Tao thì mày cuộc đời mày điếm chó. Đụng mày đi Đà Lạt cầm 2-3 triệu bạc à? Mày sống độc thân. Lên đó chị mấy thôi đi, đi có tiền đủ xanh. Đủ xanh gì? Vậy thôi ở nhà mẹ. Rồi mua à nữa? Hai bảy tỉnh chó. Đụng má bữa em mua hộp dầu anh biết nhiều cái gì không? 200.000 ký đừng ít đi. Hộp dầu 2-2-7 ăn nha, ai cảm nhận được mày? Mà chưa mua. Không có tiền. Ủa bây giờ đi Đà Lạt hay thằng nào bất cứ nào đi du lịch gì rồi phải mua què cho anh em. Chỉ có đếm chó như vợ chồng mày không mua què gì rồi mới đi chơi gì cớ nữa. Mẹ anh được nhỏ tới lớn vậy mẹ... Tới bao giờ anh đi chơi. Đó bữa anh đi Sài Gòn gì anh điếm mua gì cho em hết. Nhưng mẹ ta đã nói mày trước đâu. Từ cái lúc mày xuất phát đi lên kia tao là anh giao kiều là từ lúc em đi. Còn lúc anh đi là điếm cái giao kiều. Đúng rồi anh chui vậy. Mày có gọi điện không? Mày đó tôi lên tôi mua đeo gì. Ngày nào tao gọi đâu tao đi tao sợ đâu em mua què. Mua què gì à? Mua què gì cho anh em chứ mà một mình tao. Ý là đỡ tôi mua đeo giờ cho anh vợ nấu canh rồi qua anh. Em vợ anh đi uống cà phơ. Không, tao không đem cà phơ, tao chỉ cần què. Có cá anh nấu lạnh mày. Cầm mày cá anh ơi. Cầm mày ghé dày ăn gì. Giờ còn đem lạnh vậy biết nào anh. Bây giờ anh ăn không? Ăn. Cái đồ mày nói giỡn hay lầm thiệt em? Lầm luôn. Mày hết cà tu. Không hả trẻ? Giỡn đó, đồ mày chút mày giận uống cà phơ. Giờ đem lạnh vậy biết nào anh. Ý là giỡn á, gót đi. Đó không hả trẻ, đồ bây giờ tao lấy luôn. Cái đồ mày nói giận hay đi lầm thiệt em? Nó đồ mày đưa đây tôi nấu cùm tôi ăn cho ông. Mày đây mày mua kế gì cho vợ mày thiệt không? Chứ đâu mua đâu mua mới mua chờ đó đâu. Tao đi tiệc luôn. Má sao đúng đụng anh. Bây giờ què đâu? Què tao đâu? Không lầm mẹ mấy con cá không? Lạnh mày. Què tao đâu? Lạnh mày. Giờ què tao đâu? Cá đó. Ủa tao thiệt mày đưa tiền này. Vợ máu đường đồ mẹ 100.000 máu lên mua 100.000 tiền cá. Tao biết tao tập tụ ké luôn. Mẹ cái ké đây làm món ăn thật thì ngon hơn. Làm của em thật này. Quay cái clip cho ông bữa giờ có làm ấm thật đâu. Đồ cá của tôi mà. Cá mày như què đi. Chút nữa tao sẽ nói dư. Thằng Phúc là thằng có Mua cá Đà Lạt rồi. Tao có nói dư thiết với anh em luôn đó. Nói cá thì hiếm lắm. Hiếm hay sao? Đà Lạt rồi. Mày Đà Lạt núi mà sao có cá? Cái đồ mẹ núi rừng nhìn có cá ngu chuồng bò anh. Vậy sao mày mua đồ rừng mày? Mày sao mày mua đồ rừng mua mấy con ghế vậy mày? Ăn không? Ăn. Thôi bây giờ vậy này, tao vô là tao lấy. Bây giờ vậy này. Cái cớ là tao nói. Anh ngu quá, đợi nói nhau. Sẵn đâu. Ok. Thật, giờ anh cầm cái vô anh bỏ tôi lạnh nhàng thiết rồi. Để anh chạy lên em mua ít rau ít bún giờ mình nấu lẩu ăn. Mày dái mới đúng là anh em à. Được không? Mày dái mới đúng.
lại nhảy lại nhảy. Ủa che chú vậy mà chứ không phải che lại nhảy. Tao khiêng mày rồi mày sống. Đi đi đi. Biết điều gì anh em. Bây giờ bỏ tao làm. Mày sống nhảy đậu mày trong này. Được được được. Mày chết rồi ai khiêng? Ý là được được mày quay lên lên. Mày nghe cơ con người ta nói không? Ủa chết không có một mấy người khiêng đâu. Bây giờ em cầm mày quay lên chợ em quay mua đeo em review quay cái anh cái clip đồ làm thật luôn được không? Đúng rồi. Đi đi vô tao làm bỏ. Mày sống nhảy tao mới tới ngày mà chết rồi tao mới tập kết đồ tao mới có người khiêng mày vô đụng. Mẹ. Mày chơi mày sống dậy đụng mấy mày thất đức vậy sao ai khiêng mày đi vô đi mày lên chợ mày mày mua rau đi nó quay con tao nha nói là hôm nay là què con ké cho Phúc là có ý nói với khán giả rồi mà bè que mình sẽ được con ké và anh em nó sẽ nghĩ tao là thằng tốt vô bỏ tôi lạnh đi nhanh đi đúng rồi ừ. Mẹ bỏ bỏ tôi lạnh chừng nào mày chưa không em còn mấy quen đây mà em sợ gì đi à, mua đeo liền nhanh đâu mua bún nữa mua bún nấu lẩu hay nấu gì cái này nấu gì nấu lẩu con lắm nấu chua nấu lẩu nấu chua ăn bún được ừ tao đỡ tao đem vô thôi đi bỏ thằng lại á mình thấy biển lo thiệt luôn ạ đúng biển luôn ồ anh em một đón xem mà clip em đúng hết đường má mày trả số tao biển này mày trả số với tao rồi biển mày giờ lỡ chị đeo nụ nữa chứ chẳng chịu luôn quá ông quắc rồi nè ông chịu đây đâu thiết hả ông quắc rồi ông quắc rồi ông cầm mấy bây giờ quắc ở đây sao chắc ông ở cầm bị cái mày không hết được tao con trai tôi bi không tình yêu thiết mà sao đụng mày anh quá nào nè mày nói bao nhiêu tôi lại vậy mày sao bao tức đụng mấy tôi mới là uống nước tôi thúi anh trần luôn thiết tôi đụng nó quan nhà quan cửa luôn á đi vô coi hơi mày sao bao tức đụng mấy tôi mới là uống nước tôi thúi anh trần luôn thiết làm mày nó đụng nó quan nhà quan cửa luôn á đi vô coi hơi nói con tao nói nghe cái gì đụng mà nói mặn thì không tin tao má tao ngờ tao nói mà nó thúi đổ nát cái tôi lại mày đang chịu gọi lạc chi kìa bữa nay nó thúi lắm anh bảo chút vô tôi lại nữa mày đừng khùng lắm mày cho ai nữa cậu nào ông bỏ qua đâu tôi lại tao chứ thấy không này ghét không thử thôi của mình luôn cái thứ gì đâu cái đầu mày đôi sắc là mùi hư thôi lòng cái bì vậy nó dính bì thấy tày hết tại sao đây cái này biết mua cái gì có chút xíu sao tính là anh mua đồ mày kỳ bao quá thôi mày mua cái gì có chút xíu gì vậy cái đồ mày cái gì hả mày khuôn mặt cái sai mày biết cái đồ quá là thui thua hả kêu này không ra là trước tụi mày chứ dù biết là ông bảo gì cái mì này của anh đây ờ Phúc đưa bà ấy đây đó tao biết dụng nha đưa tao cái gì vậy tiêu gì vậy đồ má từ đỡ tao quay phim đủ anh hết chuyện đây anh đang ghé gì vậy ghé đâu thì Phúc nó đưa cái bì đó tao bỏ vô bì tủ lạnh ủa cái đồ mày biết gì anh đang cùng gia đình và người thân anh đi ủa sao có cái bì đây hồi nãy ông đưa bì ghé đâu cái đồ mày đéo biết chừng cá nào cái vậy chết cô đĩ mẹ cái gì vậy là sao vậy mày ơi quá đủ mà cái quần cô giống cái quần con trang vậy xong không mày xong không mày cái gì mấy ông hết chịu xong lấy cái quần con trang vậy không quần của ai đủ mấy ông hết chịu ai chết quần của ai tao biết đâu tự quần mé tao đồ ơi thiệt biến thái ông lụm hết đồ của bè đâu ông lụm quần mé tôi chi hả ok quần mé đồ mày ông hết chuyện ông biến thái rồi quần mé mà ông cần người ông hết chuyện đồ mày phao bên kia này ông lụm ông bỏ vô cái đồ mày già tôi ông có lụm quần mé tao đâu có muốn chơi ngoài đâu tiếp trời rồi chơi mẹ ông nó không mua ké đâu chơi vô thành ông im mẹ ông trôi mẹ cái tủ lạnh mà xách mọi cứ vô mẹ nó cứ đâu quần áo đâu biết đâu quần chay đâu anh thiếu đó mẹ anh thiếu mẹ
Tao biết quần chì áo vú của ai đâu thì mới bỏ vô nhà mày. Anh là con người anh cứng, anh đi lụm đồ bè bè anh lụm nè. Em đã mát tiếng trên số này rồi. Anh cũng lụm luôn anh. Đồ mé mày về mà anh cũng đi lụm anh quá thôi. Tao biết tao chết liền hả? Mày ai bỏ tu lạnh ngu. Ngu à. Cuốn nhộng cuốn nhộng chắc. Dặn dặn vô mọi chứ. Dặn cái đó vô mọi. Mẹ mày không có ra mày. Không thèm lắm đúng không? Quần chì áo vú ai bỏ tu lạnh vậy? Hèn gì cái người cái mày biết không? Đúng. Cất ông còn mở tôi lạnh rồi. Mày trao quần chì như cất. Dấu hiệu mà những cái thằng mà biết tay là cái đầu này bạc rồi tấp rồi không? Đầu dâm nó, mấy út dâm nó dơ nó mới lên não. Mày não nó mới mặt đen. Tao có biết gì đâu mày đi không biết. Mày không biết. Không biết gì ai bỏ. Để ông đem vô tới tôi thấy mày cầm nó rã ràng đúng không? Ông cơ mày kia nguồn phúc. Nên định là cá nào? Ông mua ông kêu ẩm thực của ông mua mà sao giờ ông kêu phúc đủ chỉ rồi. Tao định là tao lấy tiếng tao làm ẩm thực cho con tao, tao lấy tiếng là tao mua đâu. Chứ thiệt em bị kia luôn. Mày lấy tiếng trời tôi vắng. Không có. Trời nữa. Trời nữa. Tao bị kia. Trời nữa. Mày bị điên cái gì? Bị cá nào mày không biết. Bị kia con tiếng nữa. Cá nào? Đây, cá tôi treo chìa giờ. Đâu, kia treo chìa đâu. Cái đồ mày cá treo chìa cá tôi nha. Cái đồ em chào tôi đúng không? Đồ mẹ cá tao mua về cho vợ nó có mà ông kêu cá của ông mày. Đồ mẹ ông. Vậy nãy ông đưa kia tôi bỏ tôi lại nha. Mày sao giờ thành đồ treo chìa? Tôi đéo có đưa. Tao bị điên. Ôi, tao biết mấy ông thích ông, anh ạ, ui dục kìa. Ủa mẹ. Mẹ mày, quần chì của mày về mà tao có lấy chi. Rồi ông đòi lại quần không? Giao mà sao bận màu hồng vậy? Mày mẹ thích màu hồng. Ghét sự dễ dối. Đúng. À, đây quần đi, bằng áo màu hồng này, giải đủ mang chấp màu hồng đúng không? Đó là một bộ sơ ri màu hồng hả? Hỏi ông này xong trong ngu vừa tao bảo. Cái tủ lạnh đồ mấy ông bảo cất vô giờ nó thú quang tủ lạnh. Đủ mấy thịt ké đồ trong đó đồ bây giờ còn. Sao anh? Đúng cái mở tủ này là mấy một cất kẹn. Tao đâu có lấy quần xì với cất bọn tụi làm mày đâu. Trời lấy. Ai lấy. Thì Phúc với tao á. Cái đồ hùng quá. Tụi đâu có điên. Cho ông vô nhà nào nào. Tao xem mới vô mà. Chị thưa chú Bình phải không? Chị thưa chú Bình phải không? Tao chị thưa chú Bình phải không? Tao biết gì hết á. Thằng Phúc nó lấy trên xì nó có ké kìa. Ké này tao bảo là ké đó. Anh thích thử mua này phải không? Mày cái đó mua giờ cho giờ nó có mà anh khùng ra. Hôm nãy mày đưa tao mày nói đậu mày què tặng cho anh. Mày tính đưa đâu? Thử đi. Mày bị dơ quá. Biết dơ sao trâu? Tao có trâu. Mấy trâu dơ là cho tôi thằng. Không phải tình phúc mày nói tặng tiếng cho mày lấy ké ra mày cháu đúng không? Đúng rồi. Nó cháu à, nó cháu tôi lạnh mày. Không thôi tao em phim đây 1000 đâu quay clip coi báo tôi lạnh mày này. Trời mày hiểu tôi nữa. Tao có cho mày. Tao có cho mày. Tao đâu có chơi đâu mà. Tao mà không chơi này làm gì? Mẹ ông gài tôi với thằng quân lộn đúng không? Ủa chứ. Ông gài tôi mới gì hả? Cái đồ mày đây đây. Trời tôi với thằng tiêu. Tôi chưa từng gài anh với thằng quân lộn nãy giờ thiết. Tao có cho mày. Mẹ ông mày vừa là có chuyện mà gài tao với thằng quân lộn nghe mày. Đồ em đâu thiết thiết tao nói nghe thiết. Tao đâu gài mày với ông quân lộn đâu. Để giờ mày quấn ông không đâu quấn mày đâu mà quấn lộn. Mày chứ sao tự nhiên đụng em trời tôi nói vậy? Tao không có bài vô. Mày à đồ má, em biết đứa nào trôi rồi anh quốc. Ai? Đây nè. Em mày mày nói anh cháu mà không bị đâu mày. Tao không biết. Quýnh. Cái đầu lõi kia đủ mấy. Cái đầu lõi. Mày 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 cho tao đúng không? Đéo có chờ. Hay ai bị thông đồng đồ mới cho tao vậy mày. Bé dọn vô đồng cho ông lên đúng rồi cũng không trẻ lại cho mẹ nhà tôi chứ bây giờ mà chửi là ráng chịu. Mày thấy màu hồng nha, thấy cái sai. Thấy cái sai đó nha. Màu hồng nha. Thấy đúng cái sai nha. Nãy ông chắc ông lo cổ chưa? Không điếm cổ ông đây nha. Điếm mình che mà chứ điếm mình cổ. Chị chữ thế. Chữ chú mình luôn, không mấy ai chấp được chữ nữa. Chấp chữ nữa. Kêu ông vô ông đưa tôi lại đi. Nhanh vô đây. Tình là chớ đi, chào tao hả? Chào. Chút cái đồ bùi. Cái đồ bùi. Chú anh dọn hết cái tủ lạnh cho em. Rồi dạy cái quần gót, đi mua lại cho. Mày điên sao mày giật mày tới mẹ mày điên. Nhanh lên dọn giặt xong rồi vô giặt bỏ vô bài đá. Hình như là cái quần này có bà già mày gặp một áo. Cái áo không, không phải của bà già mày sao á? Đồ áo đủ mát cái của bà. Cái đụng mém lụm áo của mẹ bè đúng không? Tao biết đâu. Mẹ phơ về hàng đào chung của mẹ phơ thôi chứ không phải đâu nha. Mày lấy đâu Phúc? Mày lấy đâu nói mày. Ông lụm ông biến thái rồi. Ông là thằng biến thái. Ông mới trẻ phải đâu giờ đi. Ai lụm cục? Ai lụm con? Con quát lụm luôn không? Đỡ con mày đỡ nhỏ nó. Nó thấy những cái cảnh tượng này nè tụi mày. Vô đưa tôi lạnh nữa kìa. Bỏ đây. Đi đâu rồi? Dạ ông ăn chép giận mặt rồi. Đỡ cho ông giận gì cho ông giận mày. Ngu ông mạng giữa ngu anh vợ mày. Vô dọn nhà vệ sinh đây xong rồi rầu lên đi chợ mua cái khác này. Đi xuống. Rửa tôi lại đi. Đi đi. Mẹ nó nghĩ sao đụng mày cho ngu mày thấy đi không? Vô canh ông trời ông phá đồ. Em đổ hết cái tủ lạnh nhà tao nó mới đi luôn chứ. Thì tính ông mà. Tao biết ông rồi. Quay cái tủ lạnh mình sao? Có mẹ mất nữa. Ông mở cửa mày đi đâu vậy? Đi ông thằng cướp này chửi ơi. Wow. Ông đâu phá hậu? Đó, đi đâu? Quang lô sang. Ông
cái đụng ông đâu mày cái đụng bỏ ông sao đây mà hả lên trên đi trước rồi con chứ ở đâu mày ê đi đâu đây ở đâu ông chạy về đâu mẹ, cái đụng của ông cầm ở bên về sao em cái bị cao đâu ờ ông là mẹ bị cao đâu đâu cái đụng mày dí theo tao đi tiệt luôn á Ha 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 ha